Công an huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An vừa bắt quả tang một đối tượng đang tàng trữ 1 kg ma túy đá tại một khách sạn trên địa bàn. Đó là Lê Bá Tài, 29 tuổi, quê quán tỉnh Đắk Lắk. Số ma túy này được Tài giấu trên máy điều hòa và khai nhận là mua về để sử dụng. Lực lượng công an còn thu giữ tại phòng nghỉ của Tài hơn 320 triệu đồng. Đây là chuyên án ma túy đá lớn nhất của Công an huyện Quỳ Châu từ trước đến nay.